chào các bạn. Hôm nay mình làm gà hấp rượu. Thì ở đây mình có chuẩn bị một con gà. Mình mua mình nhờ ta mặn luôn rồi đó. Thì mình về mình chà nước muối rồi mình đã rửa thật sạch rồi nè. Thì cái con gà này lúc mua mà chưa mặn đó thì là 1,2 kg. Nhưng mà sau khi mặn xong thì ước chừng nó cũng khoảng 900 g thôi. Với món này á, các bạn nên chọn những cái con gà nhỏ nhỏ thì mình hấp nó sẽ ngon hơn, với lại nó cũng dễ chín hơn nữa. Bây giờ mình chuẩn bị gia vị để mình ướp gà nha. Đây mình dùng một ít hành tím và tỏi, mình sẽ đâm nhuyễn ra. Tỏi đã đâm nhuyễn xong thì mình cho gia vị vào luôn. Đây là 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Đây là hạt nêm, mình dùng 1/2 muỗng canh nha. Và nước mắm. Nước mắm thì mình dùng 1 muỗng canh. Rồi mình dùng thêm một ít tiêu nữa nha. Đó khoảng 1/3 muỗng canh nè. Tiêu nhiều nhiều cho nó thơm hơn. Mình trộn cho nó tan ra. Rồi xong mình sẽ cho vào gà mình ướp. Mình cho hết cái hỗn hợp gia vị vào bên trong con gà. Mùi rất là thơm. Rồi mình chét gia vị đều ra nha. Mình thoa kỹ kỹ cho nó ngấm. Mình không cần thoa bên ngoài lớp da nha. Mình chỉ thoa mình ướp bên trong thôi. Thoa gia vị đều xong thì mình chia sẻ thêm một bí quyết nhỏ nhỏ nữa. Là mình dùng cái dao nè. Bắt từ cái mé đùi bên trong đó. Mình dùng cái mũi dao mình xăm vài cái lỗ vào cái xương đùi á, nhưng mà đừng xăm lủng dao ra ngoài nha. Đó thì mình làm như vậy á, khi mình hấp xong á, cái xương trong đùi á nó không có còn bị ứ máu. Xong mình sẽ để ở đây mình ướp khoảng 15 phút cho nó ngấm gia vị rồi mình đem đi hấp. Hấp gà mình không cho thêm nước gì hết nha. Mình đậy nắp cho kín lại. Rồi mình bật bếp, mình để cái lửa thật nhỏ mình hấp. Để được 5 phút nè, cho cái nồi nó nóng lên. Thì lúc này mình mới cho rượu vào nha. Thì mình dùng ở đây là nửa ly rượu. Ly nhỏ nhỏ là đầy ly á. Thì mình rưới xung quanh cái con gà. Mình không rưới trực tiếp lên con gà nha. Đó, rồi mình đậy nắp lại, mình hấp tiếp. Thì mình để lửa ghiu ghiu thôi nha. Rượu nó sẽ giúp cho món gà của mình được thơm hơn. Và cái hơi rượu á, nó giúp cho gà mình nhanh chín nữa. Mình chở không cẩn thận nó bị chóc một miếng da luôn rồi nè. Các bạn kỹ hơn á, thì mình chở nhẹ nhẹ tay thôi. Nó sẽ không có bị chóc da. Rồi mình đậy nắp lại mình hấp tiếp. Các bạn nhớ để lửa nhỏ giúp mình. Các bạn mà để lửa lớn là nó dễ bị khét. Sau khi mình trở bề lại á, mình hấp gà thêm 15 phút nữa nè. Đó là tổng cộng thời gian mình hấp là 30 phút á. Mùi rất là thơm các bạn. Đây mình dùng đũa mình thử nè. Đó nó mềm như vậy nè. Đó là nó chín hoàn toàn rồi đó. Các bạn nhớ là không cho thêm nước để hấp nha. Chủ yếu là nó nóng từ cái hơi rượu á. Và nước từ trong con gà nó ra đó. Nè các bạn thấy nó không khác gì hết. Cái gia vị nó chỉ hơi vàng vàng thôi. Giờ mang ra mình thưởng thức. Gà hấp rượu có cái mùi thơm rất hấp dẫn các bạn. Hôm nay thì mình ăn với muối tiêu chanh. Với lại một ít tương ớt nữa nè. Mình vắt chanh cho vào. Xé đùi cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn ngon chưa nè.
để nó chín hoàn toàn, nó không có bị ứ máu trong xương nha. Chín mềm rất là thơm. Mình xé gà nhỏ ra thành những cái miếng vừa ăn, thì còn gọi là xé khoai á. Gà ta này mà các bạn chặt thì nó không có ngon đâu. Mình xé ra như vậy là ăn nó sẽ ngon hơn. Nó gà hoàn toàn chín mềm, mùi thơm lắm luôn các bạn ơi. Đó, mình chấm với muối tiêu chanh mình ăn thử nè. Ăn ngon lắm các bạn, rất là vừa miệng và đặc biệt mùi thơm hấp dẫn lắm luôn á. Đặc biệt các bé rất là thích món này nha, con nhà mình nó rất là mê. Gà hấp rượu ngon tuyệt luôn và cách làm nó cũng đơn giản. Nếu có thời gian các bạn hãy làm để ăn thử nha. Đến đây thì cái món gà hấp rượu của mình đã hoàn thành. Thì mình mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất. Cuối lời mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại nha.